chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu về một cái loại đề can mà dán cửa kính thì các trang trí quán cà phê là sửa thường hay sử dụng. Thì cái ưu điểm của loại đề can này thì rất là đơn giản và tiện dụng, nó chỉ là những cái loại đề can màu sắc đơn giản thôi. Rồi sau đó là bên mình sẽ cắt những cái họa tiết hình ảnh, những cái design bằng máy cắt đề can lên trên từng cái loại đề can màu. Và đối với những cái design nhiều màu thì mình có thể là mình ghép lại với nhau. Và cụ thể là đây là máy đang cắt trên cái đề can màu trắng đó. Và khi mà dán lên kính thì cụ thể là nó sẽ ra cái nội dung và nền nó sẽ trong suốt, nó chỉ còn cái phần chữ màu đề can trên nền của kính thôi. Cái ưu điểm của loại này đó là cái khi mà mình dán lên kính nó sẽ không có cái lớp nền, không có nền, nó chỉ là những cái màu của đề can trên kính thôi. Ngoài ra thì cũng có những cái loại khác là có thể in nguyên một cái mảng trên nền trong suốt, mình cũng có thể dán lên kính. Thì một chút xíu nữa mình sẽ show cái loại đó cho các bạn coi sau nha. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ về cái quy trình mà mình làm ra cái sản phẩm này nó như thế nào. Đây là cái thiết kế của đề can khi mà phối cảnh lên trên cái cửa kính đó. Thì nó sẽ có gồm cái giờ mở cửa nè, nó sẽ có nội dung giờ mở cửa và các icon, rồi những cái họa tiết của cà phê nè. Đó, đây là những họa tiết của cà phê. Thì và khi mà qua pha kỹ thuật á thì mình sẽ điều chỉnh để mà máy nó cắt theo từng cái màu khác nhau. Ở đây với pha này thì có những cái màu trắng mình sẽ cắt bên đây, và màu trắng và mình sẽ cắt thêm cái màu cam. Rồi sau đó là mình sẽ ghép cái màu cam này vào chung cái cụm thiết kế này để nó thành một cái nội dung chung. Sau khi cái file mình xử lý xong á thì nó sẽ chuyển qua cái phần máy cắt. Ở đây nó sẽ cắt những cái họa tiết theo đúng trên file thiết kế của máy tính nó truyền qua. Đó, thì đây là một cái loại đề can màu trắng mờ. Trắng mờ nó sẽ không có bị phản xạ với ánh sáng. Thì khi mà mình dán lên trên kính trên tường nó hiện lên hiệu ứng rất là đẹp, như là hiệu ứng của sơn nước mờ. Đó, thì bây giờ thì trong quá trình máy nó chạy cái file này thì khoảng nửa tiếng, nhưng mà mình sẽ vừa chạy mình vừa kiểm tra để kiểm tra cái độ cắt đứt. Nó đây nó chỉ cắt cái phần màu thôi nha các bạn, còn cái phần đế thì nó vẫn là còn nguyên nè. Đây phần đế nó không có đứt gì hết nha. Rồi em dừng lại em kiểm tra cái mở mấy cái phần người ta cho anh coi kiểm tra thử. Nó và cái loại đề can trắng này thì cái phần đế ở bên dưới nó là màu đen nha các bạn, để cho khi mà mình cắt thì mình gỡ thì mình dễ thấy được cái nội dung bên dưới nè, dễ dàng mình kiểm tra hơn nha. Còn đây là cái phần màu thứ hai là màu cam. Thì màu cam thì mình sẽ được cắt rời, sau đó thì mình sẽ ghép vào trên cái màu trắng lúc nãy mình cắt. Đây mình gỡ những cái phần bỏ ra nè. Đó thì đây là cái chữ màu cam. Thì tiếp theo là mình sẽ tiến hành mình ghép cái màu cam này lên trên cái màu trắng. Đây là cái đề can sau khi bên mình đã cắt xong và bên mình đã tách bỏ những cái phần thừa đi. Thì đây là phần lớp đế nha, còn đây là phần màu trắng của đề can đó. Và cái chữ ở đây là mình sẽ ghép màu cam vô, cho nên là mình đã gỡ cái phần màu trắng ra. Thì nó vẫn còn lại cái đường nét nó hằn lên nè. Bây giờ mình sẽ cho dán cái phần chữ màu cam vào cái vị trí đúng vị trí thiết kế trong chữ welcome này. Đó, bây giờ mình dán vô. Mình có thể là gắn nguyên cụm cũng được, hoặc là mình có thể gắn từng chữ cũng được. Thì đây là cái mẫu thiết kế đơn giản, như có hai màu thôi các bạn. Đối với những cái mẫu mà nhiều màu, 5, 3, 7 màu gì đó thì bắt buộc mình cũng phải ghép nhiều màu lại với nhau như vậy. Thì đặc thù của cái loại đề can này là từng màu đơn, và mình sẽ ghép vào lại với nhau để thành một cái thiết kế có nhiều màu theo cái nội dung trang trí. Rồi. Đây là mình đang ghép màu cam vào trong cái phần nội dung, canh đúng theo cái vị trí của thiết kế. Cái này là mình dùng cái lớp màn định vị nha. Màn định vị nó sẽ phủ lên trên cái tất cả các nội dung màu cam, và sau đó mình sẽ dán cái cụm chữ màu cam vào đúng vị trí của nó.
Thì cái màn định vị khi mà dán lên như vậy là để các bạn thấy không, nó giữ nguyên cái vị trí của chữ welcome. Welcome là nó từng chữ rời đó, nhưng mà khi mà mình dán qua cái màn định vị thì nó giữ nguyên vị trí này tổng thể nè. Rồi còn ở đây nó cái màn định vị đó, nó hơi ngắn, nó thiếu một chữ thì chút xíu cái chữ này mình dán rời lẻ luôn để cho các bạn dễ hình dung luôn. Rồi em dán cái chữ lẻ vô luôn đi, thì mình có thể là dán gỡ ra mình dán, hoặc là mình dán xé cũng được. Đây rồi, bây giờ mình gỡ cái màn định vị này ra nha. Đây là màn định vị mình dán để định vị chữ thôi, mình gỡ ra. Gỡ 180 độ, gỡ 180 độ. Úp sát xuống đúng rồi. Đó, thì cái màn định vị khi mà mình gỡ là mình sẽ áp 180 độ này để cho nó rớt, nó tách ra và nó giữ cái phần chữ còn lại, phần địa chữ đề can còn lại. Rồi sau đó tổng thể là như vậy. Thì cái phần này là mình đã xong phần cắt nội dung rồi, mình gỡ bỏ những cái phần thừa đi, thì mình có thể ghép chữ nội dung theo thiết kế, ghép những cái màu sắc khác nhau thành một cái theo đúng cái thiết kế ban đầu, đúng thiết kế ban đầu có nhiều màu. Rồi tiếp theo là sẽ là cái bước mình sẽ cán lớp mặt phủ màn định vị qua, để nó sẽ phủ lên tất cả các nội dung này. Mục đích đó là để khi mà thi công á, màn định vị nó sẽ giữ nguyên cái vị trí từng cái cụm rời, nhưng mà nó sẽ giữ nguyên vị trí khi mà mình dán lên trên kính. Bước cuối cùng trong cái quy trình mà sản xuất cái loại đề can này á, thì là cái phần mình sẽ cán lớp màn định vị lên. Thì ở đây là cái cuộn màn định vị, bây giờ mình đang lên cái cuộn để mình cán phủ lớp màn định vị trên cái phần mà đề can lúc nãy mà mình đã cắt và mình đã gỡ ra. Mục đích cán cái lớp màn định vị này để cho nó giữ những cái vị trí cho các bạn dễ dàng, các bạn có thể thi công, và khi mà các bạn có thể tự mua về, mình cũng thể tự dán cái phần này lên cửa kính. Thì bên mình thì có rất là nhiều mẫu sẵn trên website, các bạn có thể tham khảo cũng như là đặt hàng trên website của bên mình. Đây là cái thành phẩm sản phẩm mà bên mình đã gia công xong, thì có thể là đem cái này mình đi thi công, cũng như là các bạn khi mà các bạn mua về, các bạn cũng có thể tự mình cắt ra và các bạn tự dán lên trên tường, trên kính đều được hết đó. Và sau khi thi công xong thì nó sẽ ra được những cái thành phẩm kết quả là nó như thế này nha các bạn. Và như vậy là mình đã vừa chia sẻ xong cho các bạn chúng ta một cái loại đề can mà được dùng phổ biến trong cái việc trang trí cửa kính cho quán cà phê cũng như là quán trà sữa. Các bạn có thắc mắc gì, các bạn có thể là liên hệ bên mình qua Zalo, qua website hoặc là qua email, bên mình sẽ trả lời cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.